Đau tinh hoàn ở nam giới. Đau tinh hoàn là hiện tượng đau một bên vùng bìu hoặc cả hai bên. Tùy từng nguyên nhân mà đau tinh hoàn có thể là cơn đau dữ dội đột ngột, đau quặn thắt hoặc chỉ đau âm ỉ nhưng kéo dài dai dẳng, gây nhiều lo lắng, mệt mỏi cho nam giới. Đau tinh hoàn trong một số trường hợp có thể do chấn thương hoặc vùng kín bị va đập quá mạnh trong quá trình quan hệ, tai nạn khi chơi thể thao, lao động. Nếu đau tinh hoàn xảy ra một cách bất thường và kéo dài mà không thuyên giảm, thậm chí nặng hơn thì đây rất có thể là biểu hiện của nhiều bệnh lý nguy hiểm như tràn dịch tinh hoàn, viêm tinh hoàn, xoắn tinh hoàn dẫn tới mạch thần kinh, ung thư tinh hoàn. Ngoài ra, nếu đau tinh hoàn xuất hiện sau quan hệ tình dục, có thể do lây nhiễm vi khuẩn lậu hoặc chlamydia. Tinh hoàn lúc này đau nhất, kèm theo tiểu buốt, tiểu rắt, chảy mũ dương vật, đôi khi bị xuất tinh ra tinh dịch lẫn máu, đau thắt lưng, sốt nhẹ. Đau tinh hoàn trái hay đau tinh hoàn bên phải đều là những triệu chứng nguy hiểm mà nam giới nên hết sức cẩn trọng, cần được theo dõi chặt chẽ và thăm khám các bác sĩ chuyên khoa.